Chỉ cần tìm đến Đông y, bệnh tật đau nhức ra đi chẳng còn. Y học cổ truyền Sài Gòn, an toàn uy tín làm tròn chữ tâm. Phòng khám y học cổ truyền Sài Gòn khám và điều trị các bệnh đau nhức xương khớp, da liễu, tai mũi họng, thần kinh, tiêu hóa dạ dày bằng phương pháp Đông y uy tín hàng đầu hiện nay. Đặt hẹn khám chữa bệnh qua website yhoccotruyensaigon.com. Samsung là hãng tốn tiền quảng cáo nhất thế giới, nhiều hơn P&G và gấp 10 lần Apple. Với những khoản chi khủng cho quảng cáo và tiếp thị trong suốt năm 2017, Samsung chính thức vượt mặt P&G trở thành hãng chi nhiều nhất cho quảng cáo. Theo số liệu thống kê từ tạp chí Ades, hãng điện tử Hàn Quốc đã chính thức xoán ngôi tập đoàn tiêu dùng đa quốc gia P&G của Mỹ để trở thành công ty bạo chi nhiều nhất cho các hoạt động quảng cáo trong suốt cả năm 2017. Cụ thể, Samsung đã chi khoảng 11,2 tỷ đô la Mỹ cho quảng cáo và khuyến mại trong năm 2017. Được biết, Samsung đã tăng tổng ngân sách cho quảng cáo lên tới 13% trong năm nay. Ở chiều ngược lại, đối thủ chính của Samsung là Apple chỉ bỏ ra khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho quảng cáo. Nhưng hài hước ở chỗ giá trị thương hiệu toàn cầu của Samsung vẫn thấp hơn tới 50% so với Apple, dù đang phải chi tiêu rất nhiều tiền quảng cáo. Dữ liệu từ Thomson Reuters cho biết Samsung thường dành một tỷ lệ lớn hơn doanh thu hàng năm, khoảng 5,4% cho quảng cáo và các hoạt động kích cầu. Năm 2018, Samsung dự báo sẽ chi khoảng 14 tỷ đô la Mỹ cho quảng cáo và tiếp thị. Việc gia tăng chi phí cho quảng cáo là điều dễ hiểu. Kể từ vụ tai tiếng Galaxy Note 7 khiến thanh danh của Samsung bị giảm sút khá nhiều trong mắt người tiêu dùng, đó là chưa kể doanh số smartphone của Samsung đang bị suy giảm rõ rệt tại thị trường Trung Quốc, nơi các hãng nội địa như Huawei, Xiaomi, Oppo hay Vivo đang hùng bá, sẵn sàng đá Samsung và Apple ra khỏi thị trường bất cứ lúc nào. Cũng trong top 5, P&G đứng thứ 2 với số tiền quảng cáo là 10,5 tỷ đô la Mỹ. Danh sách ngoài P&G hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc cá nhân còn có hai tên tuổi khác là L'Oreal của Pháp và Unilever của Liên doanh Anh Hà Lan. Trong khi đó, Nestlé của Thụy Sĩ là hãng duy nhất hoạt động trong lĩnh vực thức ăn và đồ uống. Phía P&G thừa nhận rằng hãng đã cắt giảm khoản ngân sách cho chi quảng cáo lên tới 200 triệu đô la Mỹ vì nhận thấy hiệu quả đem lại không cao. Trong số 100 công ty tập đoàn lớn chi cho quảng cáo, 68 công ty ghi nhận mức tăng chi tiêu quảng cáo lên tới 4,9%. Đặc biệt, tập đoàn Alibaba có mức tăng trưởng chi quảng cáo nhanh nhất. Mức chi của họ đã tăng gấp đôi so với năm 2016. Ngoài ra, không khỏi ngạc nhiên khi các công ty Internet có thâm niên hoạt động trên 10 năm đều tăng tổng chi cho quảng cáo lên tới 29,6%. Tiến Thanh, VnReview.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.